Xin chào các bạn, tôi là Hoàng Yến, công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà. Hôm nay tôi đây giới thiệu tới các bạn mã chậu rửa mới, chậu rửa S50. Đây là loại chậu rửa một hố đơn, rất là thích hợp đối với những gia đình có không gian bếp nhỏ hẹp mà có nhu cầu sử dụng chậu rửa bát chỉ cần một hố. Thì đây là dòng chậu inox 34 cao cấp, được ép liền nguyên khối từ một tấm inox không hàn mài, cho chất lượng rất là tốt. Chậu rửa inox 34 S50 trong suốt quá trình sử dụng thì chậu chúng ta sẽ không bị ố vàng, không bị ngả màu xám. Chậu inox 34 luôn luôn sáng bóng trong suốt thời gian sử dụng. Thưa các bạn, đây là mã chậu S50.D.1.3, tức là chậu S50 chúng ta được làm bằng trên công nghệ đánh bóng bằng điện hóa, có một lỗ để vòi và inox 34. Chậu của chúng ta có tổng chiều dài là 500, tức là 50 cm, rộng 42 cm và chiều sâu là 21 cm. Chậu chúng ta có kiểu dáng là một hố đơn. Và bây giờ chúng ta sẽ mở hộp ra xem chậu của ta như thế nào nhé. Như bạn thấy là trên bên trong chậu chúng ta được đóng xốp rất là ngay ngắn và cẩn thận như này. Đây là sản phẩm chúng ta đây, chậu rửa S50 của công ty Sơn Hà, được sản xuất bằng inox 34 trên dây chuyền công nghệ hiện đại, là rộng liền nguyên khối từ một tấm inox không hàn mài. Trong chậu chúng ta có một bộ sinh phong thoát nước, một bộ sinh phong thoát nước. Đây, những phụ kiện để đấu nối bộ sinh phong, tăng chống giò. Đây là thiết bị để chống tràn. Và đây là một cầu sinh phong inox. Các bạn thấy là sinh phong cầu inox là Q140, có kích thước rất là lớn, làm bằng inox. Đây là cái giỏ đựng rác của chúng ta và inox cho các bạn. Đây là chậu có kích thước rất là lớn, cái sinh phong có kích thước rất là lớn bằng inox 34, cho độ thoát nước rất là tốt. Rồi, ta để bên. Các bạn, đây là chậu rửa S50. Một lần nữa tôi sẽ kiểm tra lại kích thước của các bạn coi. Chậu của chúng ta có chiều dài là 50 cm, chiều rộng là 42 cm. Và chiều sâu là 21 cm. Chậu của chúng ta có một lỗ để vòi liền chậu ở đây. Chậu rửa của chúng ta có được dập liền từ một tấm inox không hàn mài. Các bạn thấy rằng sau đây được sơn bằng một lớp sơn chống rỉ cũng như là chống ồn rất là mịn. Phía dưới đáy có một lớp cao su chống ồn. Thứ hai nữa là về bộ sinh phong thoát nước bằng inox thì cho chất lượng rất là tốt. Sinh phong của chúng ta có đường kính Q140, cho độ thoát nước rất là nhanh. Ok, thì còn việc chậu rửa Sơn Hà được vận chuyển và giao hàng miễn phí trên toàn quốc. Chậu rửa Sơn Hà được bảo hành 5 năm thưa các bạn. Về nhận biết hàng chính hãng thì chúng ta có đây. Các bạn xem sản phẩm được đóng tem. Đây, tem mã vạch thể hiện rõ hàng chính hãng và giá bán sản phẩm. Giá bán sản phẩm của chúng ta là 1.150.000. Tuy nhiên, trên gian hàng của chúng tôi khuyến mại giao hàng tận nơi cho các bạn chỉ còn 840.000 một chiếc.
sản phẩm được in logo laser thương hiệu Sơn Hà in chìm trên thân chậu. Các bạn thấy chưa ạ? Để lắp đặt bộ sinh phong này thì trước tiên là các bạn hãy tháo vặn cái đáy ở dưới ra, vặn cái chân dưới ra, đúng không ạ? Chúng ta đặt chậu đây, cái chân ở dưới mở ra, các bạn lồng từ trên xuống, các bạn lồng sinh phong, bầu sinh phong vào ở chậu, sau đó là chúng ta vặn lên vào. Bạn chỉ cần vặn một tay thôi, đang cảm giác chặt mình rồi, không cần một cái gì nữa. Đó, đây là tôi đã lắp được cái bầu sinh phong vào chậu. Rồi, tiếp theo là chúng ta lắp bộ thoát nước. Các bạn thấy là chiếc thống tràn ở đây. Đây là chính là cái vị trí ta lắp ở đây ạ. Có một cái ốc kèm theo để chúng ta dùng đây ạ. Đây chính là cái ốc này để chúng ta lắp quanh một cái sản tràn ở đây. Chúng ta cần có cái công vít để bắt chặt cái ốc này này. Vâng, thưa các bạn, tôi đã vừa giới thiệu các bạn chậu rửa bát một hố đơn có mã số là S50. Đây là chậu inox 304 rộng liền khối của công ty Sơn Hà. Chậu của chúng ta được giao hàng miễn phí và bảo hành 5 năm trên toàn quốc. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mong rằng các bạn khi các bạn sử dụng chậu rửa inox Sơn Hà, mong rằng các bạn hãy ủng hộ cho tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn.